Trung Quốc thông báo cử đặc phái viên đến Nga, Ukraine và các quốc gia châu Âu từ đầu tuần sau để bàn giải pháp chính trị cho chiến sự. Từ ngày 15 tháng 5, Lý Huy, đặc phái viên chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Âu Á, sẽ thăm Ukraine, Ba Lan, Pháp, Đức và Nga để trao đổi với tất cả các bên về giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết hôm nay. Thông tin về chuyến công tác của ông Lý Huy được Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo lần đầu hôm 26 tháng 4, nhưng không nêu cụ thể. Sau cuộc điện đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đây là một minh chứng nữa cho cam kết của Trung Quốc trong nỗ lực thuyết phục và thúc đẩy đối thoại, thể hiện rằng Trung Quốc luôn đứng về phía hòa bình, ông Uông cho biết thêm. Ông Lý Huy sinh năm 1953, tốt nghiệp Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh thông thạo tiếng Nga và được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc năm 2008. Một năm sau, ông được cử tới Moscow làm đại sứ giai đoạn năm 2009 đến năm 2019, trở thành đại sứ Trung Quốc có nhiệm kỳ lâu nhất ở Nga. Trong thời gian ông Lý Huy làm đại sứ, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thực hiện 9 chuyến thăm chính thức tới Nga. Vài tháng trước khi ông Lý kết thúc nhiệm kỳ đại sứ, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trao tặng ông huân chương hữu nghị vì những đóng góp to lớn để củng cố quan hệ hai nước. Trung Quốc hồi tháng 2 công bố kế hoạch hòa bình 12 điểm cho cuộc khủng hoảng Ukraine, trong đó có kêu gọi giảm leo thang và lệnh ngừng bắn. Mỹ bác bỏ đề xuất này, vì Trung Quốc từ chối lên án Nga và cho rằng lệnh ngừng bắn đồng nghĩa giúp quân đội Nga thêm thời gian tái bố trí lực lượng. Ukraine hoan nghênh sự tham gia ngoại giao của Trung Quốc, nhưng ông Zelensky cho biết sẽ chỉ xem xét các giải pháp hòa bình sau khi quân đội Nga rời khỏi lãnh thổ Ukraine.